Xin chào các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một sản phẩm, đó là bình giữ nhiệt inox 304. Đây là phần nắp của bình giữ nhiệt này. Bình giữ nhiệt này thì là có hai nắp, thì các bạn có thể tùy chỉnh tùy từng mục đích sử dụng. Đây là bình màu đỏ này. Đây là bình màu đen, rất là đẹp, đen sần rất đẹp. Thể tích của bình là 800ml. Này các bạn có thể pha trà, hoặc là mùa hè thì mình có thể cho đá vào trong đây để mình giữ nhiệt. Bình thì còn có cả dây đeo để cho các bạn có thể là đi đâu đó mình có thể đeo vào người. Và đây là dây đeo của bình để các bạn có thể mắc vào cái móc này. Dây đeo dài 1 mét nên là ta có thể điều chỉnh lên xuống được. Tại sao thì đang có rất là nhiều bình và cái màu chủ đạo vẫn là hai màu đen và màu đỏ, thì khách hàng rất là thích hai màu này. Và nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua hoặc là cần thêm thông tin thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp trên shop của mình.